Anh ghét thấy mày mà. Thôi rồi. Thôi, anh là buồn không? Cho mày. Cho bạn muốn thăm. Cho mày. Cho mày. Cho mày. Hà ơi, nó xúc miệng bác ca, xúc miệng có cái nước canh đi đỡ này. Đây, các bạn có thấy là diễn viên rất sướng không? Được ngồi ăn thoải mái nhưng mà kỹ thuật, em được ăn chưa? Uống nước lọc hầm hơi. Không có cơ mà ăn đây này. Biết làm nào được. Đấy mọi người, tất cả diễn viên các thứ ăn cơm nhưng mà mỗi mình không được ăn đâu. Thế chết chứ. Đấy. Nhiều khi diễn viên nó vừa được đấy. Diễn viên vừa được lên hình này, được báo chí này, được đi ăn gà, được đi chơi bowling này. Thải đấy. Đây. Đến lúc quay thì mày dội cái cốc này vào đây nữa thì tao. Đấy. Rồi đấy, bây giờ thằng quay phim không được ăn ăn cơm kìa. Thẳng ra mày. Mày nhường chứ. Bây giờ mày ăn hết rồi bắt đầu mày mới. Không nhiều mày ăn về. Ăn thì ăn đi, nhường mới nhịn cái gì. Không, anh thấy là không cơm mày cơm mồi. Không nói bên Cường ấy. Nói nhỏ một tí bên Cường này, anh thấy là những mấy cái nhóm phim lớn lớn ấy là thường là người ta hay nhường ấy lắm, nhường kỹ thuật với lại ăn trước, thề luôn. Đấy mới là cái người mà nghệ sĩ hay người diễn viên gọi là có tâm. Người diễn viên ăn xong diễn chắc có làm cái gì đâu. Thì đấy mà anh thấy là nhất là anh cũng chơi xem một cái hậu trường của bọn nó làm ấy. Thường anh thấy là các cái ông mà phân đồ với lại bê đồ các thứ linh tinh này thì nó cần sức chứ, là người ta được ưu tiên trước, còn diễn viên là phải ăn sau. Đấy, ở đây là thật, đây là tâm sự thật, đây là tâm sự thật. Còn bọn em thấy bọn em sướng không? Mà cãi chứ, hôm nay nó cãi cái nào? Nó bắt đầu nói cái gì cũng vừa ý, bắt đầu phật lòng, bắt đầu dối. Cãi. Đấy, được miếng của anh cứ cướp. Đồ ăn hôm nay có vẻ không ngon lắm đúng không? Cường nói chuyện nó sai rồi thì ăn vào nước thì nó chuyện đây là bít tép thì ăn nước nó sao thì mới bị lo không đi đấy thôi mà cái làm các bạn đây là bít tép bỏ Mỹ. Em thấy là các bạn diễn viên là phải nhường kỹ thuật ăn trước. Chết, quá buồn, quá xấu hổ. Đúng rồi, đi Đà Lạt về mà không được học được phong cách. Làm đúng luôn. Đồ Tây về không cho đạo diễn một tiếng nào. Đạo diễn cũng được ăn hơn.